Hello, TV Dũng Quê xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cái bí quyết để là sau khi ghép cây hoa mẫu đơn để nó không mọc chồi nữa. Tất nhiên thì nó sẽ mọc chồi nhưng mà Dũng sẽ chia sẻ gửi đến quý vị và cái cách là chỉ xử lý một lượt là cây mẫu đơn sẽ không mọc được chồi. Vâng thì thưa quý vị và các bạn thì đây là một cái cây mẫu đơn trắng mà Dũng đã ghép hoa vàng. Quý vị và các bạn đây. Bây giờ trên cây nó đang rất là nhiều hoa như này, nhiều nụ, nhiều hoa đang chuẩn bị nở. Thì Dũng cũng sẽ quay để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Trước hết là Dũng sẽ chia sẻ trước đây. Như quý vị và các bạn thấy cái gốc cây của Dũng mà rồng như này nó không thấy nó mọc mầm lên. Thì chắc chắn là quý vị và các bạn cũng sẽ hỏi là tại sao mà cây của mình ghép nó lại mọc lên rất chi là nhiều mầm, cứ phải vặt vặt liên tục mà nó vẫn mọc. Mà cây của Dũng thì nó lại thì không phải vặt mấy mà nó lại không mọc được mầm gốc, đúng không ạ? Thì không mọc mầm mẫu đơn trắng thì Dũng sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách mà để làm cho cái cây mẫu đơn không mọc được mầm nữa. Thì đây là Dũng cũng ghét là Dũng cũng ghép cây cũng làm mẫu đơn cũng rất chi là ghép lâu rồi, cho nên là xử lý nó cũng đã thành công, cho nên hôm nay sẽ chia sẻ gửi đến quý vị và các bạn cái cách để làm cho cái cây hoa mẫu đơn nó không mọc được mầm ở cái thân gốc lên nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn thì đây là cái một cái mầm cái mẫu đơn này đang mọc rất chi là nhiều, nhưng mà để mà nó mọc về quý vị các bạn nhìn thấy mọc lấn bấn rất chi là nhiều chứ, xong nó cứ xù ra này. Nếu mà muốn xử lý triệt để thì nó cũng rất đơn giản hiệu quả đấy ạ. Thì cái bí quyết chính ở đây là cái gì? Vâng, thưa quý vị và các bạn thì khi nó mọc mầm này, chúng ta cầm cái mầm này, Dũng khẳng định chúng ta vặt bỏ đi thì nó lại mọc mầm mới ở vòng quanh luôn. Cái biện pháp duy nhất mà Dũng làm là chúng ta lấy một con mũi, một con dao nhọn, chúng ta chọc thẳng vào cái mắt của cái mầm cây nó mọc như này, chúng ta xoay một vòng tròn, xoay xoay này, đây, chúng ta xoay xoay, chúng ta cứ đâm thẳng vào này, chúng ta xoáy, xoáy cái vị nhẹ lên này, đấy, thế là nó ra được cả cái gốc luôn của nó, kiểu như là ví dụ, để Dũng ví dụ như thế là nó là một cái rãnh, thế quý vị phải rổ cái chân nó đi thì nó mới không mọc, còn nếu mà không hẳn được cái chân nó đi thì nó vẫn cứ mọc quý vị các bạn. Quý vị các bạn có rổ thì vẫn mọc. Đấy. Như xoáy này này, quý vị các bạn lên luôn cả chân. Chính vì nó lên được cái chân từ bên trong này thì nó sẽ không mọc được mầm ở cái vị trí cái mắt mầm này nữa. Đấy là một cái bí quyết thì quý vị các bạn mà Dũng phải trước hết là Dũng đang làm mà Dũng đúc rút rồi ra thì nó mới được như vậy. Những cái vết này Dũng khẳng định là không bao giờ nảy mầm đấy nữa. Đây. Đấy. Xoáy thì này chúng ta lấy bỏ cái nhân nó ra như này thì nó không mọc mầm, xong lên một chút là nó liền sẹo ra. Từ sau Dũng khẳng định với quý vị các bạn là sẽ không mọc được mầm ở cái vị trí quý vị các bạn đang ngoáy. Nó cứ nhí mầm lên là quý vị các bạn cho chọc thẳng mũi con dao nhọn đấy, chúng ta xoáy một vòng. Đây, cứ chọc thẳng, đâm thẳng vòng xoáy là chúng ta nhảy được nhân của nó ra. Thì đấy là một biện pháp mà nó phải nói là nó cũng rất đơn giản đấy quý vị các bạn ạ. Nhưng mà để mà nói nó rất hiệu quả. Không phải là cái tự nhiên mà Dũng biết như thế đâu. Bởi vì Dũng ghép thực ra báo cáo thật quý vị thì các bạn là Dũng ghép cây mẫu đơn trắng lên cái mẫu đơn hoa hoa đầu tiên là hoa mẫu đơn rừng đến gốc cây đơn trắng, Dũng ghép rất là lâu rồi. Nhưng mà chính vì ghép lâu rồi thì mới bắt đầu mới thấy cái mầm nó mọc lên thế, nó cứ phiền toái. Chính cái phiền toái đấy thì Dũng nghĩ ra cách bảo là bây giờ chỉ có bằng cách là chúng ta xoáy bỏ như thế. Đây Dũng sẽ làm tiếp tục cái cây này chia sẻ quý vị các bạn. Cho nên là chỉ bằng cách chúng ta xoáy bỏ mầm như thế thì nó mới có được những cái cây nó như ý của mình. Đây, cứ đặt thẳng mũi dao nhọn này, đây quý vị không phải ngại đâu, đây đặt cứ xoáy vòng tròn, cứ xoáy này, xoáy vào cái thân gỗ ấy, xong nó nhảy được cái chân nó ra này, bênh ra này, đây lấy hết cả cái chân trong ra. Dũng khẳng định là từ sau không có nảy mầm đấy nữa. Đây nó cứ nhí này, chúng ta đặt vào này xoáy xoáy nhỉ cho nó một lần này. Đây quý vị các bạn đấy, thế là nó mất mất chân. Còn thì Dũng thì nói thật quý vị các bạn là cũng xoáy này rất chi là nhiều rồi, cái nào không thích là mình xoáy nên là nó sẽ bị mù mắt. Bởi vì tại sao mà Dũng biết cái trò như này là chính vì cái thời mà Si Xanh ấy, nó còn huy hoàng ấy. Thì quý vị các bạn biết ấy, là những cái điểm mà những cành si cành xanh mà nó dân trồng trong đất bị con gà ấy, nó cứ nhảy lên nó đậu đậu, xong rồi nó đậu đến nhiều thì nó trơ cái vỏ ra, nó nhẵn cái vỏ ra,
thế nó là mù cái mắt mầm. Đấy, mù cái mắt mầm ấy thì nó sẽ không mọc được cái chồi lên đây nữa. Cũng như là chúng ta lúc làm cây ấy, mà cắt cây xong á, không được phép là nắm lên những cái điểm của chúng ta cắt cái đầu trên để cho nó mọc mầm. Thế chính vì thế thì khi nó mọc mầm nên Dũng đã xoáy, mà xoáy như thế thì Dũng thấy rất là hiệu quả, mà thực tế là nó hiệu quả mà nó sẽ không mọc mầm lên nữa. Chính vì thế cho nên là hôm nay thì Dũng mới làm cái đoạn video này để chia sẻ đến quý vị và các bạn cùng làm. Quý vị thì yên tâm là làm nó sẽ thành công, rất chi đơn giản mà thành công mà lại hiệu quả quý vị các bạn ạ. Vâng, thì Dũng cuối chương trình thì Dũng cũng xin phép là kính chúc sức khỏe quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Quý vị xem nhớ thấy hay chia sẻ, ủng hộ, đăng ký kênh giúp Dũng. Thì cái kênh TV Dũng Cây trước của Dũng thì cũng được anh em rồi bà con yêu quý đăng ký được hơn lúc đấy là cũng được 7.000 người rồi. Thế là nó không may nó bị hỏng với cái kênh ấy, để vô hiệu hóa, thế đâm ra Dũng lại phải làm lại từ đầu quý vị các bạn ạ. Thì mong muốn là quý vị các bạn xem và đăng ký ủng hộ kênh giúp Dũng. Vâng, thế cũng xin được chào, hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình sau. Dũng sẽ chia sẻ dần dần lên những cái gì Dũng biết, sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn rồi anh em cùng làm, cùng chơi, cùng tham khảo. Quý vị và các bạn nếu mà những cái nào mà không biết hoặc là có thể là Dũng biết đến đâu thì Dũng sẽ chia sẻ đấy. Quý vị cứ nhắn tin vào Zalo cho Dũng, hoặc là có thể là những cái cây ấy, nhắn tin mà gửi hình ảnh trực tiếp qua Zalo thì Dũng sẽ nhìn, nó sẽ giúp đỡ các bạn, nó dễ hơn là quý vị các bạn tả bằng mồm. Bởi vì Zalo của Dũng cũng dùng số 348 như là cái số mà đã ghi trên màn hình ấy. Quý vị các bạn xem mà thấy thì Dũng cũng dùng Zalo bằng số đấy. Vâng, thế Dũng cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau ạ.